Hè đến ta vui mau về đây, Hoằng Pháp giang tay đang đợi ta. Phật đã cho ta niềm hạnh phúc, Người đã cho ta niềm an lành. Anh em ta về đây sống bên nhau, bao nhiêu buồn vui rất chia nhau. Ta tu cùng nhau cho trọn khóa, mai đây rời xa lòng nghẹn ngào. Hoằng Pháp ơi mang vào tình thương, hãy đến bên nhau ta xây đạo vàng. Tuổi trẻ đang căng tràn nhựa sống, ta mang ra tô đẹp cho đời. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này. Ta vui cùng nhau hát bên nhau, bao nhiêu niềm thương mến trao nhau. Mai đây muôn phương dù xa cách, lòng vẫn mang theo hành trang này. Trời tươi sáng, tôi chép như dòng sông, tươi mát khô cạn, lòng vui sướng. Buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau trong cơn buồn tan, hãy tâm thêm than bình an, vững tin câu kim đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vị tha thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tôi che em như nụ hoa ngàn ngà hương toa, tôi che em như phù sa ấm ấm quê nhà. Thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tinh giác xa mê ta. Trời tươi sáng, tôi chép như dòng sông, tươi mát khô cạn, lòng vui sướng. Buổi sáng nay em về với khóa tu mùa hè. Về đây bên nhau trong cơn buồn tan, hãy tâm thêm than bình an, vững tin câu kim đạo vàng từ bi vô ngã. Rời xa tham sân vô minh lòng ta, sáng ra con tim vị tha thiết tha câu A Di Đà sống vui tràn hòa. Tôi che em như nụ hoa ngàn ngà hương toa, tôi che em như phù sa ấm ấm quê nhà. Thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tinh giác xa mê ta. Thường tinh tấn vững bước theo Phật Đà, tính ra xa mê ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức. Và thưa các bạn trẻ thân mến, lời đầu tiên xin cho phép chúng con gửi lời chúc đến quý chư tôn đức sức khỏe, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Và xin chúc tất cả các bạn trẻ có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay có một ngày tu thật là hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Các bạn thân mến, có một cái cảnh rất là
Lâm Ly Bi Đát. Trước khi vào khóa tu này, đố các bạn biết đó là cảnh gì ạ? Theo quan sát của quý thầy thì cái cảnh mà Lâm Ly Bi Đát nhất trước khi vào mỗi khóa tu mùa hè, đó là cảnh mà các bạn trẻ của chúng ta phải chia tay với người yêu của mình. Kèm theo đó là những cái tâm trạng như là bền rìn, lưu luyến, không muốn xa rời. Và đau khổ nhất đó là phải nhìn người yêu của mình phải ở chung với người yêu của những đứa khác. Và phải mất đến 7 ngày sau thì chúng ta mới gặp lại được người yêu của mình với một trái tim đã khô kiệt máu và không còn một chút năng lượng nào cả. Các bạn có biết người yêu của mình là ai không? Đó là cái điện thoại. Có một bạn nữ sau khi bước qua cái chỗ gửi điện thoại rồi, tự nhiên cảm thấy mình quên một cái gì đó, mới chạy lui lại và xin quý thầy lấy lại điện thoại. Quý thầy hỏi lấy làm gì? Nói thưa thầy, cho con xin lấy điện thoại để con được selfie. Cho bạn chụp xong thì quý thầy phải thu lại. Bạn nói không được, bây giờ thầy phải làm giúp cho con một việc, đó là thầy up lên cái Facebook của con và nhớ kèm theo mấy dòng chữ sau đây: Check-in Hoàng Pháp Pagoda. Tươi hồng cần tưới, hi hi hi. Vậy là các bạn biết không, chỉ chưa đầy khoảng 5 giây sau thì đã có một cái comment, đó là: vâng, tôi xin đánh giá cao sự hư cấu của bạn. Và 5 giây nữa tiếp theo trôi qua, lại có thêm một comment nữa, đó là gì ạ? Ôi, chế đi xa quá, ôi chế đi xa quá. Nhưng mà chưa đủ đâu, có một bạn còn comment nữa nhiều lắm, nhưng comment là không phải dạng vừa đâu. Những comment gây là quá sốc, đúng là quá nhanh và quá nguy hiểm. Các bạn ở đây, các bạn có nhớ hôm nay là ngày gì không ạ? Nhớ không ạ? Hôm nay là ngày gì? Ngày 8 tháng 7 ha? Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Các bạn nhớ chưa? Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, tại vì nó không phải là ngày hôm qua, cũng không phải là ngày mai, và cũng không phải là một ngày nào nữa, mà hôm nay là ngày hôm nay, là ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, một ngày mà chúng ta sẽ không bao giờ có trong tương lai, một ngày mà nếu như các bạn không biết thì các bạn sẽ không bao giờ sống lại được ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay là một ngày đặc biệt và chúng ta vô cùng hạnh phúc vì có mặt trong ngày hôm nay, phải không các bạn? Các bạn có tin ngày hôm nay các bạn hạnh phúc không? Theo thống kê của Liên Hợp Quốc thì cứ mỗi 2 giây trên thế giới có một người chết. Nếu như sáng nay bạn thức dậy khỏe mạnh thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới, vì họ sẽ không thể sống sót qua tuần sau. Và nếu như bạn không có trải qua nỗi đau khổ của chiến tranh, của tù đày hay là vì đói khát, thì bạn đã hạnh phúc hơn 1 tỷ người trên thế giới này. Và nếu như bạn có quần áo để mặc, có lương thực để ăn, có một ngôi nhà để sống và có những giây phút ngồi bình yên như vậy, thì bạn đã giàu có hơn 75% người ở trên thế giới này. Cho nên hôm nay chúng ta không có nằm mơ đâu, chúng ta là những người vô cùng hạnh phúc. Và chúng ta nhận thức một điều sâu sắc rằng là gì ạ? Vì em là sao ạ? Vì em là em của ngày nào?
Không, em là em của ngày hôm nay. Ngày hôm qua đã qua rồi. Vì em của ngày hôm qua u nu gì đó là qua một chứ. Còn em của ngày hôm nay là quá hay đúng không? Quá tuyệt vời. Trong cuộc sống phức tạp rắm rối này á, mà các bạn không có nhận ra được cái điều này, mà chúng ta truy đuổi theo một cái gì đó, chúng ta chạy theo mọi cái thứ trong cuộc đời này một cách điên cuồng, mà không biết rằng mình có mặt trong những giây phút của ngày hôm nay. Những người đó thì chúng ta gọi họ là những người đang sống ảo, tại vì họ không biết họ đang sống. Tất cả chúng ta ai cũng đã có những cái giai đoạn ngây thơ, vùng dài, có những hành động rất là ngốc nghếch, đúng không các bạn? Không ít thì nhiều, chúng ta cũng có một cái giai đoạn đó trong cuộc đời. Nhưng mà cái giai đoạn đó rồi nó cũng sẽ qua nhanh, đúng không ạ? Và đến một lúc nào đó chúng ta bắt đầu nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta suy nghĩ về con đường của mình sắp đi, chúng ta ra sức tiến về phía trước với những hoài bão, với những ước mơ. Và nhiều, rất nhiều lần chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã nỗ lực hết mình, vậy mà tại sao niềm vui thì không bao nhiêu mà nỗi buồn lại thật là nhiều? Các bạn ở đây buồn nhiều hay vui nhiều ạ? Tại sao vậy ạ? Tại sao? Tại vì một điều rằng con người sống trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay quá vội vàng. Chúng ta quá vội. Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa, vội ăn, vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thù mau để vội già, vội sinh, vội tử, vội một đời, vội cười, vội khóc, vội buông lơi, vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ, vội vã tìm nhau, vội vã rời, vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa, ngoài sân đâu thấy hoa hồng nở. Các bạn thấy không? Chúng ta thường chạy theo và vội vàng, rất là vội. Dường như cuộc sống của ngày hôm nay của chúng ta, mọi người ai cũng vội vàng. Nhưng mà đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa, ngoài sân đâu thấy hoa hồng nở. Chúng ta không có sống trong những phút giây này. Chúng ta cứ chạy theo những cái ảo ảnh mà không biết là mình đang sống. Cho nên cuộc sống này không phải là một đường đua. Vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng học tập cách sống chậm lại để cảm nhận những chặng đường mình đi qua, những con đường của mình sắp tới. Chúng ta đừng cố gắng đốt cháy mọi cái giai đoạn trong cuộc đời của mình. Tại vì sao ạ? Tại vì đáng lẽ trong mỗi cái giai đoạn đó chúng ta có thể cảm nhận được những hạnh phúc, những niềm vui. Nhưng mà chúng ta dường như đã bỏ đi một nửa niềm vui của mình và chạy theo những cái thứ ảo ảnh. Và ngày hôm nay các bạn ngồi đây, các bạn có biết rằng nãy giờ các bạn làm gì không? Nãy giờ có ai biết rằng mình đang thở không? Có không ạ? Không, bây giờ nói mới biết, chắc hồi nãy giờ không biết mình thở đâu. Đúng không? Có ai biết rằng có những người khác tồn tại xung quanh mình không? Nếu như các bạn không có ý thức được rằng các bạn đang thở, các bạn đang có mặt trong giây phút này, thì chúng ta được xem như là những người đã chết. Các bạn có tin điều này không? Có một bộ xương bước ra ngoài nghĩa địa đi lang thang và gặp một cái bộ xương khác. Thì bộ xương này mới hỏi: "Này anh chết vì cái gì vậy?" Bộ xương kia nói là: "Tôi chết vì nạn đói năm ức dậu." Rồi hai bộ xương này cùng đi tiếp trên cái con đường đó thì gặp thêm một bộ xương thứ ba. Hai bộ xương này mới hỏi là: "Này anh chết vì cái gì vậy?" Bộ xương này trả lời: "Tôi chết vì tai nạn giao thông." Và tiếp tục hành trình, ba cái bộ xương này đi trên con đường thì bỗng họ gặp một cái bộ xương thứ tư. Và cả ba cái bộ xương này đều sửng sốt và hỏi rằng: "Này anh chết vì cái gì mà sao trung bộ dạng của anh tả tơi như vậy?" Bộ xương thứ tư vô cùng bực mình
cáu gắt và nói rằng: các ông nghĩ sao vậy? Tôi đang sống sờ sờ như vậy mà nói là tôi chết à? Ba Bồi Xương kia vô cùng bất ngờ và hỏi rằng: vậy thì anh làm nghề gì? Bồi Xương thứ tư trả lời: tôi là một game thủ. Các bạn đã thấy những Bồi Xương như vậy chưa? Đó là những người đã sống hay đã chết? Sống mà như đã chết. Ai ở đây đã từng làm cú đêm của làng Mặc Sách? Ai ở đây đã từng làm anh hùng online? Thì chúng ta sẽ hiểu được cái tình cảnh của Bồi Xương này, đúng không? Ở trong thời đại của chúng ta thì chúng ta lên mạng lang thang từ mạng này qua mạng khác, thậm chí là gì, như là một cô hồn đói. Thực ra chúng ta không có đói cơm đói áo, không có đói ăn đói mặc, mà chúng ta đang đi tìm kiếm một cái gì đó. Chúng ta đói gì các bạn? Thưa các bạn, thật ngạc nhiên vì trong đời sống của ngày hôm nay của chúng ta có nhiều người không chết vì đói, không chết vì lạnh, vì rét, mà chết vì thiếu một cái lẽ sống, chết vì thiếu tình thương. Đó là một cái chết mà rất nhiều người đã chết trong thời đại của chúng ta. Đây là một điều vô cùng ngạc nhiên. Ngày xưa thì người ta chết vì những cái thứ đó, còn hôm nay chúng ta là chết những cái vô cùng nhạt nhẽo. Và nếu như mà cuộc sống của chúng ta chỉ luôn chạy theo những cái giá trị ảo ảnh như vậy, chúng ta vội vàng, chúng ta chạy đua với thời gian mà không biết mình là ai, thì chúng ta là những kẻ đáng thương nhất. Và có một điều đáng thương của nhân loại ngày nay nữa, đó là gì các bạn biết không ạ? Đó là thái độ sống chần chừ. Có người thì vô cùng vội vàng, có người thì sống chần chừ, không chịu làm những cái việc mình đã dự tính. Cho nên đã rất lâu rồi Tâm Nguyên có nhận được một cái email của một cái bạn này chia sẻ về một câu chuyện. Các bạn có muốn nghe câu chuyện này không? Rồi Tâm Nguyên sẽ đọc cho các bạn nghe một câu chuyện đọc rất là hay. Câu chuyện nó như sau. Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo thật đẹp. Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo rồi nói: tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York cách đây 8-9 năm, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc. Cô ấy muốn dành cho một dịp đặc biệt. Vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi. Anh ấy đến bên giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào quan tài. Vợ anh vừa mới qua đời. Quay sang tôi, anh bảo: đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả. Mỗi ngày chúng ta sống là một dịp đặc biệt rồi. Sống là không chờ đợi, vì dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ chúng ta. Các bạn biết không, chúng ta ngày nay phần lớn đó là thích chuẩn bị sống. Các bạn nghe kỹ cái này nè. Thích chuẩn bị sống chứ không có chịu sống trong từng phút giây. Chúng ta chuẩn bị để mà xây một ngôi nhà, chúng ta chuẩn bị để mua một chiếc xe đẹp, chúng ta chuẩn bị để tốt nghiệp một khóa học. Và chúng ta nghĩ rằng chừng nào chúng ta làm xong ngôi nhà, chúng ta mua được một chiếc xe, một cái điện thoại, tốt nghiệp được việc học, thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Và chúng ta cứ thế từ chuyện này đến chuyện khác, chúng ta cứ chuẩn bị, và rồi chúng ta quên rằng chúng ta phải sống trong từng phút giây. Cho nên các bạn đừng có chuẩn bị sống nữa, mà chúng ta hãy sống trong từng phút giây. Tại vì sao? Hôm nay thời tiết người ta có thể báo được ngày mai mưa nắng không ạ? Có không? Nhưng mà ngày mai có người nào có thể dự báo rằng một trong số chúng ta ở đây sẽ ra đi không? Ra đi về miền vĩnh cửu, có ai có thể dự báo được không? Vậy thì chúng ta có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị mà chúng ta không có lường trước được rằng ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào? Cho nên hãy luôn nhớ rằng
Ngày hôm nay là một ngày gì ạ? Một ngày vô cùng đặc biệt, là một ngày vô cùng hạnh phúc vì chúng ta còn có mặt trên cuộc đời này. Nhà thơ Bùi Minh Quốc có nói một cái bài thơ rất là hay, đó là: có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau, bước lơ đàng chẳng ngờ đang để mất một tâm hồn ta đợi đã từ lâu. Cuộc sống của chúng ta bây giờ là cuộc sống gì? Lướt, cái gì cũng lướt, cái gì cũng chạm. Nhưng mà cũng vì chúng ta lướt qua nhanh quá mà chúng ta bỏ lỡ đến những cái hạnh phúc. Còn nhà thơ Bùi Giáng thì nói rằng là gì ạ? Đôi khi lội hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Các bạn có thấy anh chàng trong câu chuyện vừa rồi, cô nàng trong câu chuyện vừa rồi không? Chần chừ. Và một lần lội hẹn không phải chỉ chờ trăm năm đâu, mà có khi phải chờ đến ngàn năm, hoặc chờ đến muôn kiếp sau. Có nhiều người yêu nhau và nói rằng em và anh kiếp sau chúng ta sẽ cùng yêu nhau nữa, sẽ làm vợ chồng, chúng ta sẽ sống bên nhau. Nhưng các bạn có biết được câu chuyện kiếp sau không ạ? Kiếp sau các bạn có gặp lại được không? Có thể gặp lại được. Nhưng mà ví dụ kiếp sau bạn là một con gà, người yêu của bạn là một con vịt, cả hai chúng ta ở trong một chuồng, nhưng mà dường như chúng ta chẳng hiểu gì nhau cả. Cho nên đừng có đợi kiếp sau, đừng có đợi ngày mai, mà nếu như có một cái dự định gì đó thì chúng ta hãy làm ngay như bây giờ. Nếu yêu một ai đó thì chúng ta phải nói gì? Nói như bạn Tiên Tiên là nói gì? Say you do, không? Còn không thì chúng ta sẽ nói như cái bạn gì ạ? Bạn ca sĩ Lương Vĩnh Hữu có nói một câu đó là: người đến sau thì phải lau nước mắt. Vậy thì nếu như chần chờ trong cuộc sống, nếu như bỏ qua những cơ hội và chúng ta làm những người đến sau, thì coi chừng chúng ta sẽ là những người lau nước mắt. Vì sao các bạn? Vì không lẽ suốt cuộc đời của chúng ta, chúng ta cứ mãi đi tìm kiếm những cái giá trị vật chất tầm thường hay là những cảm xúc hời hợt. Chúng ta cần phải có những cái giây phút như ngày hôm nay để mà sống cho thật là sâu sắc. Tại vì như Đức Phật dạy là hạnh phúc là ngay bây giờ, hạnh phúc là ở đây, hạnh phúc là không còn một nơi nào khác mà ngay bây giờ ở đây. Và Đức Phật cũng dạy rằng thanh thản cũng là ở ngay phút này. Bạn đời đến bao giờ mới được thanh thản ạ? Bạn đời ngày mai à? Ngày mai chắc bạn có được thanh thản không? Ngày mai chuyện gì xảy ra nếu mà xảy ra một trận động đất, xảy ra một trận bão lớn, một cơn sóng thần? Vậy thì tại sao trong giờ phút này chúng ta không phải là những người thanh thản? Khi chúng ta biết quay về lại với chính mình thì chúng ta lại vô cùng dễ thương, vô cùng an lạc và vô cùng thảnh thơi. Ấy vậy mà có nhiều người trong cuộc sống này họ không có nắm bắt được những cái giây phút như các bạn ở đây đâu. Những khi buồn, những khi giận, những khi rảnh rỗi thời gian thì họ làm một cái việc, đó là họ giết thời gian. Các bạn có biết giết thời gian không ạ? Mà giết thời gian là giết ai? Giết thời gian chính là giết chết mình, đúng không? Có ai ở đây là công dân của làng Mặc Sách đưa tay lên thầy coi nữa. Kính thưa các bạn, người ta thống kê là có hơn 1 tỷ người đang là công dân của làng Mặc Sách. Ở trên đó người ta tham gia rất nhiều câu chuyện, rất nhiều bang hội, ví như hội FA, FB, FC, FO, FF gì đó. Tức là mình mới thấy được rằng là hình như trên Facebook có nhiều cái hội để tham gia, nào là hội độc thân, hội phan cuồng, hội tráng đời, hội hung hạng, rồi hội gì mà thề suốt đời sống với nhau. Đúng là phong phú thật. Cho nên người ta mới có nói một câu là gì ạ? Lên non thì mới biết non cao, mà lên phây thì mới biết là phây bao não phiền. Tại vì sao vậy? Tại vì Facebook không chỉ là cái nơi mà các bang hội gặp nhau, mà Facebook còn là cái nơi mà người ta thử nghiệm bom. Facebook còn là cái nơi mà người ta
có thể tìm kiếm được vật liệu xây dựng mà không cần phải tốn rất nhiều. Rồi Facebook là trường đào tạo những thám tử như là Sherlock Holmes. Tại vì có những người lên Facebook không bao giờ đăng một cái gì cả nhưng mà trở thành những thám tử. Đó. Đúng không? Và Facebook còn làm cho những người chưa kết hôn trở thành cha mẹ. Tại vì sao? Tại vì suốt ngày phải lên chăm chút ha. Nào là phải 360 độ làm sao để có được nhiều like ha. Cho nên chăm chút từng ly từng tí. Và chính việc đó làm cho chúng ta trở thành như một người mẹ, một người cha trước tuổi. Đó. Có người còn phát biểu rằng là: thưa thầy, nếu như mà Facebook là trường học thì em sẽ là học sinh xuất sắc. Ước gì chuyện đó xảy ra ha. Chúng ta không cần đi học này, suốt ngày cứ đăng hình lên, đăng tải lên, tự nhiên mình trở thành một học sinh xuất sắc. Kính thưa các bạn, Facebook là một công cụ tuyệt vời. Và chúng ta không có phủ nhận những cái giá trị của nó mang lại cho cuộc sống cộng đồng, cho những cái điều mà chúng ta cần phải kết nối trong xã hội ngày hôm nay. Tuy nhiên, không phải như vậy có nghĩa là chúng ta quên đi những cái mặt trái của nó. Những cái mặt trái, ví dụ như chúng ta tham gia vào hội hung hãn, có ngày chúng ta sẽ trở thành một người sống vô cùng điều độ. Đúng không? Ngày ăn ba bữa, tắm rửa ba lần, thức dậy đúng giờ và ở trong bốn bức tường. Đó là những mối nguy hại. Nếu như chúng ta không có tỉnh táo thì chúng ta đến cái cuộc sống điều độ đó không có còn xa nữa đâu. Vì vậy mà mỗi các bạn ở đây khi chúng ta tham gia ở trên đó cần phải luôn xác định mình làm gì, làm vì mục đích gì, hướng tới đâu và tránh những cái tai hại của nó. Có nhiều người dành thời gian của cuộc đời của mình cho những câu chuyện như là chẳng hạn tương tự như là trong một thiên hà nhỏ có một hành tinh nhỏ, trong một hành tinh nhỏ có một đất nước nhỏ, trong một đất nước nhỏ có một quần đảo nhỏ, rồi trong một quần đảo nhỏ có một ngôi nhà nhỏ, rồi trong một ngôi nhà nhỏ có một cái tủ nho nhỏ, trong cái tủ nho nhỏ có cái hộp xinh xinh, và trong cái hộp xinh xinh có quyển sổ xíu xíu, và trong quyển sổ xíu xíu đã có một dòng chữ bé tí teo. Đó là bạn rất là rảnh khi bạn đọc cái câu chuyện này. Có nhiều người lên mạng chẳng để làm gì cả, vô cùng rảnh rỗi để đọc những câu chuyện như vậy. Đó. Đúng không? Cho nên có những người mà họ nói rằng là em ngủ rất là sớm, không? Em tắt đèn, đóng cửa, lên giường, đắp chăn, nhưng mà mở Facebook. Và chúng ta trở thành những gì ạ? Những con cú đêm. Và chúng ta tiêu hao cuộc đời của mình trên đó, tiêu hao sức khỏe của mình ở trên đó một cách vô bổ. Và có nhiều người còn lên Facebook để khai thác một thứ nữa mà không cần phải ra Quảng Ninh mới khai thác được, là gì? Chúng ta biến Facebook trở thành một cái mỏ than 24/24. Có chuyện gì cũng than cả. Than theo kiểu mà tâm trạng sáng nắng chiều mưa, trưa oi bức, nhiều lúc ấm ấm có lúc hâm hâm. Nhiều khi ngồi lặng thầm mà miệng cười toe toét. Chúng ta có nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng và nhiều lúc không biết lấy ai ra để chia sẻ. Vậy là chúng ta đưa lên Facebook của mình và để trên đó một cách trống không, chẳng ai biết rằng ôi hôm nay mình đăng lên một từ buồn quá, xong chấm hết. Chẳng ai biết được mình đang buồn cái chuyện gì. Hoặc có người nào đó thương quá thì cho một gì và người đó không biết rằng mình đang buồn gì. Buồn ngủ. Chứ buồn gì đâu. Vì vậy mà biến nó thành một cái mỏ than. Thậm chí có nhiều người sau khi đăng lên, nhiều người khác công kích rồi đau khổ. Có nhiều người còn từ từ các bạn. Vậy là vô tình chúng ta
biến mình trở thành một cái thùng rác giữa ngã tư đường. Chúng ta biến mình trở thành một cái thùng rác các bạn. Rồi ai muốn quăng cái gì vào thì quăng, và chúng ta chấp nhận chất chứa những cái rác rưởi mà người khác quăng vào cho mình. Đó là một điều gì ạ? Thật là đáng thương. Ai lại là muốn làm cái thùng rác như vậy đâu. Nhưng mà có nhiều người lại tự nguyện như vậy. Và khi mà có một cái nỗi đau nào đó, thay vì người ta chia sẻ cho những người thân trong gia đình, những người bạn, thì người ta đưa lên trên Facebook để mà những người khác có thể giải hóa cái niềm đau nỗi khổ này. Nhưng mà thật ra các bạn có biết là cái điều gì xảy ra không? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta chỉ làm cho cái vết thương của mình nó ngày càng lở loét mà thôi, chứ không có giải quyết được vấn đề gì cả. Khi các bạn đau lòng, người khác like, các bạn có được, các bạn có hết đau không? Không thể hết được. Đó. Cho nên các bạn làm như vậy chẳng khác nào làm cho cái vết thương lòng của mình nó càng lở loét hơn. Cho nên trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có nói rằng ví như một cái người bị bệnh cùi, trong cái lúc mà ngứa ngáy không chịu nổi, thì cái người bị bệnh cùi này mới đến bên một đống lửa và gại. Càng gại có cái sức nóng của lửa thì người bị bệnh cùi này cảm thấy càng đà. Và cứ thế cứ gại, và càng gại thì nó càng lở loét ra. Nó làm cho cái vết thương của người bị bệnh cùi này càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà sau khi cái người bệnh cùi này tìm được một cái vị lương y và chữa được cái căn bệnh đó, thì người bệnh cùi này mới thấy rằng cái hành động của mình là một hành động vô cùng sai lầm. Và chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta có những khổ đau và chúng ta quăng lên đó, rồi chúng ta mong người khác giải hóa cho mình bằng những cái tình thương, bằng cái sự mong muốn người khác thương hại mình, thì chúng ta chỉ làm cho vết thương của mình càng ngày càng nặng nề hơn mà thôi. Tại sao không chia sẻ được với những người khác gần gũi hơn, thực tế hơn, mà chúng ta gặp những người thậm chí là không biết ở đâu nữa. Cho nên các bạn thấy là mạng xã hội nó làm cho con người chúng ta kết nối lại với nhau. Nhưng mà khi các bạn mở máy tính ra, cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đóng cánh cửa lòng của mình lại. Tại vì sao ạ? Tại vì lúc đó chúng ta vô cùng cô độc. Chúng ta chỉ một mình, và chúng ta dán mắt của mình vào màn hình. Như vậy là những cái cảm xúc thật nó mất đi rất là nhiều. Rồi có nhiều người trong gia đình xã hội ngày nay, mỗi lần sum họp sau một ngày làm việc, bố thì xem tivi, mẹ thì xem cải lương, con thì lên mạng, em út thì chơi game. Tất cả mọi người đang sống trong một cái thời khắc hạnh phúc của một ngày, nhưng mà họ như chẳng thể kết nối với nhau. Và mọi người như là một thế giới. Mọi người như là một thế giới. Tại sao lúc đó mọi người không có ngồi lại với nhau và bàn một câu chuyện gì đó thì hạnh phúc hơn là chúng ta ngồi xem tivi, ngồi xem những chuyện này chuyện khác. Có nhiều bạn á lên mạng trò chuyện với một ai đó, một người nào đó, nói rất là nhiều, nói rất là hăng, thậm chí nói từ sáng đến tối. Nhưng mà khi mà hẹn gặp người đó hoặc là lỡ gặp người đó ngoài đường á, thì chuyện gì xảy ra các bạn? Một hôm nào đó đi ra ngoài đường gặp một người nào đó trông quen quen mà nói rằng chào anh. Người kia nói chào em, trông anh quen quen. Người kia mới trả lời rằng ừ, nhưng mà hình như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau thì phải. Đúng không? Đó là xã hội ngày nay của chúng ta. Chúng ta quen nhau ở trên mạng, nhưng mà thực tế chúng ta chưa bao giờ giao tiếp với nhau. Cho nên trông thì quen quen, nhưng mà dường như chúng ta chưa bao giờ gặp. Thì đó là những cái hệ lụy của mạng xã hội. Đó là những cái điểm mà các bạn chúng ta cần phải tránh xa ra. Người ta nói rằng một người sử dụng Facebook thì có thể bị rối loạn về mặt tâm lý, rồi rối loạn về các hành vi dẫn đến các cái tệ nạn xã hội. Rồi những người đó có cái kết quả học tập cũng rất là thấp. Nhưng các bạn nhớ cho một điều, cái điều này vô cùng quan trọng, cái hậu quả nguy hiểm nhất mà các bạn sử dụng nó, đó là gì ạ? Có ai ý thức được chuyện đó không?
Đó là lý lịch cá nhân của các bạn, những hình ảnh, những cái status, những cái gì mà các bạn đăng lên, sau này nó sẽ trở thành một cái công cụ cho những nhà tuyển dụng công việc họ điều tra. Và bạn không thể đứng trước mặt nhà tuyển dụng nói rằng mình là một người tốt, trong khi đó bạn đã đăng hình lên, bạn đi chơi bời, bạn phá phách, bạn rượu chè, bạn không thể giấu người ta được. Cho nên có nhiều công ty bây giờ người ta không có điều tra thẳng trực tiếp bạn đâu. Người ta lên Facebook của bạn và bạn người ta nắm hết tất cả những cái thông tin về bạn, những hoạt động, sở thích của bạn, và người ta sẽ đánh rớt bạn. Nếu như bạn là một người sống gì? Sống hầm ba lằng. Đó. Vì vậy đây là một cái điều mà các bạn trẻ phải lưu ý. Cái gì cần đưa lên và cái gì không đưa lên. Ha? Chứ không phải lúc nào cũng selfie mọi lúc mọi nơi. Ha? Điều đó là vô cùng nguy hiểm. Có nhiều người nói là thầy nói như vậy thì thôi, sao nghe nó già cả quá. Nghe thế hệ của thầy giống như mấy ông già bà cả. Bây giờ học mà phải chơi. Đúng không? Học là việc lớn, chơi là việc nhỏ. Việc nhỏ làm chưa xong, sao làm việc lớn được? Thôi làm việc nhỏ trước đã. Đó chỉ là một sự ngụy biện các bạn. Có nhiều người vô cùng lười biếng mà cứ nghĩ rằng tương lai của mình sẽ là một cái tương lai huy hoàng. Ai đó đã nói một câu nói rất là vui, đó là tương lai khóc hay cười tùy thuộc vào độ lười của quá khứ. Tương lai của chúng ta khóc hay cười là tùy thuộc vào độ lười của quá khứ. Hôm nay chúng ta lười học, hôm nay chúng ta lười lao động, lười tiếp xúc với mọi người. Vậy mà cứ nghĩ rằng mình sẽ có một tương lai huy hoàng thì điều đó là một điều ảo tưởng. Có một bạn này, bạn biết chơi đàn sơ sơ và quen một bạn kia cũng biết hát tạm tạm. Thế là hai người đến với nhau và một hôm họ tâm sự rằng anh ơi, anh biết đánh đàn, còn em biết ca hát. Vậy thì tương lai của chúng ta thật là hạnh phúc rồi, phải không anh? Thì người này nói, ừ đúng rồi, anh đánh đàn, em ca hát, thật là lãng mạn. Cái người bạn gái kia hỏi rằng, ừ nhưng mà em còn có một câu hỏi nữa là, anh đánh đàn, em ca hát, còn con chúng ta thì sao anh nhỉ? Sao bạn? Anh kia mới trả lời rằng, đơn giản, nhẹ nhàng, lãng mạn, không cần phải làm gì nhiều. Anh đánh đàn, em ca hát, còn con chúng ta sẽ cầm bát theo sau. Đơn giản không ạ? Nhẹ nhàng, không cần phải làm việc gì cả. Lúc nào chúng ta cũng sống trong lời ca tiếng hát, trong sự lãng mạn, với một túp liều tranh và hai quả tim vàng. Và thêm vào đó là cái gì? Một cái lu nước lạnh, để khi nào đói múc nước lạnh uống. Cho nên các bạn thấy không? Đừng có ảo tưởng. Cái gì cũng có nhân có quả của nó cả. Cho nên tương lai khóc hay cười là tùy thuộc gì? Đồ lười của quá khứ. Hãy biết điều này, hãy thấy điều này để mà bớt lười đi. Nhiều người thì không có lười học, không có lười lao động, nhưng mà người ta cũng rất là siêng năng. Có nhiều người thì rất là siêng làm vườn, siêng nuôi gà. Các bạn ở đây có người nào làm vườn không? Nuôi gà online, làm vườn online và trở thành anh hùng online. Có nhiều người suốt ngày làm gì ạ? Cày cuốc, bón phân, hái quả, chờ gà đẻ để thu hoạch trứng. Nhưng mà các bạn biết không? Những cái luống cày này, những cái công sức này các bạn bỏ ra, nó không hề đem lại một cái quả ngọt nào cả, không hề đem lại một cái sự hạnh phúc nào cả. Mà nhiều lúc chính vì cái sự lười biếng, cái sự cày cuốc vô bộ này, nó đã làm cho con người của chúng ta có một cái bệnh, đó là gì ạ? Rảnh rỗi thì sinh gì? Rảnh rỗi thì sinh nông nổi. Thậm chí là có những người rảnh rỗi nó sinh tội lỗi. Có một cặp vợ chồng nọ, họ chơi game
trên mạng và họ quen nhau, rồi họ đi đến kết hôn với nhau. Thì sau một lần chơi chơi game, nuôi gà, làm vườn trên mạng, họ trở về nhà, lái xe trở về nhà, thì họ thấy đứa con của mình đã chết. Cảnh sát khi mà khám nghiệm tử thi thì mới phát hiện ra rằng cặp vợ chồng này chỉ cho đứa bé 2 tháng tuổi này ăn sữa bột vào buổi trưa, còn thời gian còn lại họ vứt đó và họ đi chơi. Và rất nhiều người đã chết vì game. Rất nhiều người từ khi mà chúng ta biết đến cái thể loại này. Vậy thì các bạn hãy tỉnh táo để mà làm sao đừng có quá lạm dụng nó, rồi chúng ta đánh mất cuộc đời, thậm chí là chúng ta gây ra những cái tội lỗi như vậy. Và đó là gì ạ? Đó là cái cách mà nhiều người bây giờ trong cuộc sống của chúng ta dành cái cuộc đời của mình ra để chơi một cái trò, đó là trò xây lâu đài cát. Các bạn có đi biển bao giờ chưa? Có biết chơi trò xây lâu đài cát không? Rồi khi sóng vỗ vào thì sao? Dạ tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Nếu chúng ta còn tiếp tục đầu tư cuộc đời mình cho những cái này thì chúng ta cũng chẳng khác nào là những con dạ tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Các bạn có nghe đến cái từ là tài sản và tiêu sản bao giờ chưa? Tài sản và tiêu sản. Cái gì là tài sản mà cái gì là tiêu sản? Tiêu sản là những cái thứ nó sẽ mất đi theo thời gian, còn tài sản là những thứ nó sẽ tồn tại mãi theo thời gian. Những cái mà mất đi là những cái của cải vật chất, những cái cảm xúc hời hợt, nó sẽ mất đi theo thời gian. Còn những cái tài sản đích thực, dù trải qua thời gian như thế nào đi nữa, nó cũng sẽ tồn tại. Các bạn biết hôm nay tại sao các bạn có mặt ở đây không ạ? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta có mặt hôm nay ở đây là tại vì chúng ta nhờ Đức Phật. Sở dĩ các bạn mặc cái áo này, quý thầy mặc áo này, tất cả chúng ta ngồi có mặt ở đây là vì chúng ta nhờ tài sản tâm linh của Đức Phật. Ngài đã ra đi rất là lâu, những thành quách đền đài đã không còn nữa, nhưng mà cái tài sản từ bi và trí tuệ vẫn còn đến ngày hôm nay, cho nên đó là một cái tài sản bất tử. Đó là một cái tài sản bất tử. Còn nếu như suốt cuộc đời của chúng ta cứ chạy theo những cái tiêu sản thì rồi nó cũng sẽ gì ạ? Nó cũng sẽ tiêu và chẳng có ý nghĩa gì cả với cuộc đời của chúng ta. Vậy thì không lẽ mình cứ chạy theo nó hoài mà không có sống trong những cái giây phút như này? Vì vậy các bạn hãy trân quý và hãy vui mừng và hạnh phúc khi chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay. Nếu như các bạn không có phân biệt được tài sản và tiêu sản, chúng ta lao mình để đi tìm kiếm nó bất chấp mọi thứ, thì chúng ta dễ dàng biến mình trở thành một con người vô cảm. Và cái căn bệnh này nó đang lây lan rất mạnh trong xã hội. Và người ta sống theo một cái chủ nghĩa mới, là chủ nghĩa gì các bạn? Mackenism, tức là mặc kệ nó. Người ta thờ ơ trước những nỗi đau của người khác, không chịu giang tay ra khi người khác gặp hoạn nạn. Có một cái anh này bị thất tình, anh mới đi ra cái cầu để tự tử. Thì khi mà đi ra cái cầu đó thì anh ôm theo một cái tấm hình của người yêu, và cứ chốc chốc anh lại nhìn vào người yêu của mình một cách thẫn thờ và rầu rĩ. Cứ đứng như vậy hoài trên cái chiếc cầu và nhìn cái tấm ảnh rồi than vãn thở dài, chẳng còn muốn sống nữa. Thì bên cạnh cái anh đó xa xa có một anh chàng phóng viên cũng đã đứng ở đó, cũng rất là nóng lòng đi lui đi tới. Nhưng mà đã 2 tiếng đồng hồ rồi, anh này không có nhảy. Anh chàng phóng viên này bực mình quá, tới mới nói rằng: "Này chú em, nếu như mà chú không nhảy thì chú sẽ không lọt vào cái danh sách hot của buổi chiều báo nay đâu." Xã hội bây giờ có nhiều người có thể lấy cái chết của người khác ra để làm lời cho mình.
lấy nỗi đau của người khác ra để mà làm cho mình được vui. Một người sắp chết đi đám tang chụp hình lên mạng cộng lai, đúng không? Vậy là chúng ta trở thành một cái người sống với những cái cảm xúc rất là hỗn độn. Chúng ta mong chờ cái sự thừa nhận của người khác bằng cách đưa những hình ảnh, những tin tức, những tâm trạng lên. Chúng ta mong họ thừa nhận mình, giống như là những em bé mà mong những người lớn tặng cho từng viên kẹo. Và chúng ta cầu người khác phải thích mình. Giá trị của chúng ta không phải ở trong cái like. Và like nó là một cái việc hoàn toàn vô nghĩa. Tại vì sao? Nó không thể biến thành tiền bạc để nuôi sống người khác. Nó cũng không thể biến thành vaccine để mà giúp cho những trẻ em bệnh tật. Và nó cũng không trở thành những cái mái ấm cho những người già cô đơn. Các bạn ở đây có khi nào chơi trò thổi bong bóng chưa? Chuyện gì xảy ra nếu như mà chúng ta thổi cái bong bóng càng lớn thì nó càng gì ạ? Nó nổ càng gì? Nổ càng to. Vậy cộng vậy thì khi mà chúng ta được nhiều người quan tâm một cách ảo như là việc thổi bong bóng nó rộng không à? Càng được nhiều người quan tâm mà khi có một cái chuyện gì đó xảy ra thì chúng ta sẽ có một cái sự suy sụp rất là lớn. Và bằng chứng là đã có nhiều người tự tử vì nó. Cho nên đừng có đẩy mình vào cuộc chơi thổi những cái bong bóng trống rỗng. Chúng ta tưởng mình rất là to, rất là khỏe, nhưng mà chúng ta đang đứng trước một cái nguy cơ, đó là sẽ bị nổ tung lúc nào mà không hay. Và các bạn biết không, khi mà chúng ta so sánh mình với người khác thì thực ra chúng ta chỉ làm hao mòn đi giá trị bản thân của mình, chứ không có thể nào tăng lên cái giá trị của bản thân mình được. Ví dụ ở đây các bạn nói xấu một người khác, các bạn có tốt hơn được không? Không thể tốt hơn được. Người xưa nói một câu là ngầm máu phun người thì sao? Trước dơ miệng mình. Cho nên khi mà các bạn cố gắng so sánh, các bạn hạ thấp người khác, thì chính lúc đó là chúng ta đang hạ thấp chính mình. Và chúng ta không có nhận diện ra được cái giá trị của bản thân mình. Tại sao chúng ta phải là người khác thì chúng ta mới hạnh phúc? Các bạn có tay phải không? Đưa tay lên. Các bạn có tay trái không? Đưa tay lên. Tay nào mạnh hơn? Phải không? Các bạn thấy chúng ta có hai tay, một tay phải và một tay trái. Nhưng mà tại sao tay phải lại mạnh hơn mà tay trái lại yếu hơn? Các bạn có thấy không? Ngay trên cơ thể của mình cũng đã có một cái sự khác biệt. Vậy thì cần gì mà chúng ta phải đi so sánh ở ngoài? Chúng ta tìm kiếm một cái sự bình đẳng. Các bạn tìm kiếm một sự bình đẳng mà ngay chính bản thân của mình đã có cái sự bất bình đẳng. Nếu như một người sống hạnh phúc, người ta không có phân biệt rằng tay nào mạnh hay tay nào yếu, mà chỉ cần gì ạ? Chỉ cần có đôi tay là hạnh phúc rồi. Chuyện gì xảy ra nếu như thầy nói rằng bạn nào đưa tay phải lên mà bạn không có tay? Thấy không? Cho nên việc gì chúng ta phải đi so sánh với người khác. Chúng ta có mặt ở đây với đầy đủ một cơ thể khỏe mạnh, với những người thân yêu của mình, đó là hạnh phúc rồi. Vậy thì đâu cần phải so sánh với người khác các bạn. Có nhiều người trong xã hội này thành công nhưng không thành đạt. Tức là sao? Bằng cái sự cố gắng, nỗ lực, bằng tất cả mọi cái khả năng của mình để mà đạt được cái mục đích của mình mong muốn. Khi đạt được rồi, thành công rồi, nhưng mà họ không có gì? Không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc cho nên thành công nhưng mà không thành đạt. Cho nên chúng ta phải nhớ một cái mức cao hơn của thành công, đó là phải thành đạt. Làm chuyện gì không biết, nhưng mà cái chuyện của mình làm nó phải mang đến hạnh phúc thực sự. Đừng có chỉ nghĩ đến thành công mà thôi. Còn không thì suốt cuộc đời của chúng ta có nhiều thành công, có nhiều huy chương, nhiều thành tích, nhưng rồi chúng ta cũng chỉ là một người gì? Chúng ta cũng chỉ là một người thất bại mà thôi. Vì vậy một cái người mà thành đạt nhất mà chúng ta biết trong khóa tu này, chúng ta đến với khóa tu này,
Đó là ai ạ? Đó chính là Đức Phật. Ngài khi mà là một vị thái tử, Ngài là một con người thành công, vì Ngài có tất cả tài sản, có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng Ngài cảm thấy rằng mình chưa có thành đạt, cho nên Ngài mới lên đường tìm đạo, để tìm được một con đường hạnh phúc cho chính bản thân của mình, và tìm được một con đường hạnh phúc cho tất cả nhân loại này. Ai trong chúng ta sẽ có khả năng thành công như Thái tử Tất Đạt Đa chưa? Tức là chúng ta có lầu vàng gác tía, có tất cả mọi của cải, chúng ta chưa có được. Mà như bản thân Ngài có rồi, Ngài cũng bỏ, tại vì Ngài thấy những thứ đó là vô nghĩa. Ngài đi tìm một thứ cao hơn, đó là con đường hạnh phúc thực sự. Con đường mà ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây và thực tập. Con đường của an lạc. Các bạn thấy không? Nếu như bây giờ các bạn xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, chúng ta gắn lên cái nhà của mình một cái bảng là ngôi nhà hạnh phúc, nhưng mà những cái viên gạch của bạn xây lên đó là những cái viên gạch của khổ đau, thì nó có phải hạnh phúc không? Là những ngôi nhà khổ đau, nhưng mà chúng ta đang cố gắng để mà dán lên cái nhãn là ngôi nhà hạnh phúc thôi, chứ thực ra nó đâu có hạnh phúc chút nào đâu, không hạnh phúc một tẹo nào cả. Vì vậy mà khi mà chúng ta nhận ra được cái giá trị đích thực của cuộc sống, đó là giá trị của cái hạnh phúc, cái tình thương mà mình dành cho người khác, cống hiến cho cuộc đời, thì chúng ta sẽ bỏ đi cái lối sống thực dụng. Tức là lối sống lúc nào cũng chạy theo đua đòi vật chất. Có nhiều người nói vui lắm, tức là người ta nói như vậy này: tình yêu mà anh dành cho em cũng giống như là giá xăng vậy, lúc nào cũng tăng chứ không bao giờ giảm. Tình yêu cũng được ví như giá xăng. Hoặc là người ta nói bây giờ mà đi cưới vợ thì phải sính lễ, đó là gì ạ? Xăng thì phải 9 thùng, vàng 9 lường, lương 9.000 đô, ô tô phải có điều hòa. Nhưng mà có một điều quan trọng là dường như chúng ta quên mang cái trái tim của mình vào trong mọi cuộc chơi, mà chúng ta đem cái giá trị vật chất ra để cân đo đong đếm. Chúng ta quên mất trái tim của mình. Maxim Gorky có nói một câu gì các bạn? Nơi lạnh nhất không phải là nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà nơi lạnh nhất chính là nơi không có tình thương. Nếu như chúng ta không có tình thương, không có tình người, thì trái tim của mình sẽ bị đóng băng. Và chúng ta luôn trở thành những con người lạnh lẽo. Các bạn có biết những người ở ngôi cao không? Ở vị trí cao trong xã hội không? Khi mà càng lên cao thì là sao ạ? Thì càng lạnh lẽo. Cho nên các bạn đừng có nghĩ rằng mình phải lên thật cao, có một địa vị thật, thật lớn, thì các bạn mới hạnh phúc. Nhưng mà thực ra các bạn càng lên cao, các bạn lại càng lạnh lẽo. Vì sao ạ? Vì trái tim của mình nó đã bị đóng băng mất tiêu rồi. Các bạn có biết tại sao người Ai Cập lại ướp xác không? Tại sao ạ? Tại vì một điều đơn giản là người ta mong muốn được bất tử. Nhưng mà có một điều rất là thú vị trong việc ướp xác của người Ai Cập. Đó là gì? Khi mà ướp xác cho những người chết thì người ta lấy hết tất cả những gì lục phủ ngũ tạng ta lấy ra hết. Nhưng mà chỉ duy nhất một thứ người ta không có lấy ra. Đó là trái tim. Và người ta bỏ vào một cái bình gọi là Kaponitsa, tức là một cái bình kín. Vì người ta tin rằng nếu như không có trái tim thì người chết sẽ không thể nào đi qua thế giới bên kia. Vì vậy mà người ta giữ nguyên trái tim trong xác ướp. Một cái điều vô cùng ý nghĩa mà người xưa người ta đã có nghĩ đến được chuyện này. Cho nên tình thương, tình yêu giữa cuộc đời này là cái thứ quan trọng nhất. Tại vì tất cả chúng ta ai rồi cũng sao ạ? Ai rồi cũng sẽ chết. Nhưng mà chết phải để lại cái gì đó cho đời. Phải để cái gì? Phải để tình thương lại cho cuộc đời này. Cũng giống như Đức Phật, Ngài đã ra đi từ lâu, nhưng mà lòng từ bi của Ngài cho đến ngày hôm nay vẫn còn. Chúng ta chạy theo
những cái hư ảo bên ngoài. Chúng ta trang điểm lên cho mình cái mặt nạ của tiền bạc, của lời danh, rồi nó cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Có một lần á, thì Thái tử Tất Đạt Đa mới có tâm sự với nàng Gia Du Đà La về cái việc này. Thái tử nói rằng mắt trong của em rồi sẽ mờ độc, môi đỏ của em rồi sẽ úa màu. Ta nghe trong ta, trong em và trong tất cả mọi người, mỗi ngày một độ vợ dưới sự tàn phá của búa thời gian. Những gì quý giá trong cuộc đời chúng ta ôm giữ như một cái bóng và nắm bắt như một làn hương. Sự thật rằng rồi ai cũng già. Các bạn hôm nay có đẹp bao nhiêu, có trang điểm bao nhiêu đi nữa rồi, thời gian qua khuôn mặt của chúng ta cũng sẽ xuất hiện những dấu chân chim. Vì vẻ đẹp đó nó là vẻ đẹp vô thường, nó sẽ biến hoại và nó không có tồn tại mãi theo thời gian. Vì vậy mà cái giá trị thực sự mà chúng ta cần sống trong cuộc sống này, đó là cần sống một đời sống có tình thương. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói gì ạ? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì ạ? Để gió cuốn đi. Tại sao lại không để ô tô chở đi? Tại sao không để tàu vũ trụ chở đi mà để gió cuốn đi? Các bạn có biết không? Tại sao vậy? Tại vì tấm lòng là nó có hình dạng không? Tình thương có hình dạng không? Có thể cứng đo đong đếm được không? Cho nên tình thương là một thứ vô biên giới. Mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể chuyên chở nó bằng một cái phương tiện vật chất thì đó là một cái sự khập khiễng. Cho nên chỉ có gió mới có thể cuốn đi được, len lỏi vào được trong đời sống của chúng ta. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã vô cùng sâu sắc khi nói được điều này. Và chúng ta mới nhận ra được rằng cái đẹp thực sự ở đời là gì ạ? Vẻ đẹp gì ạ? Vẻ đẹp tâm hồn. Vì vậy mà Rabindranath Tagore là một cái nhà Nobel văn học của Ấn Độ, ông có nói một cái câu rất là hay. Ông nói là hỡi sắc đẹp, hãy tìm thấy mình trong tình yêu và đừng nghe những lời nình hót của chiếc gương soi. Tại vì sao vậy ạ? Tại vì chiếc gương soi nó có thể soi được hình dạng bên ngoài của chúng ta thôi, nhưng nó không thể thấy được cái vẻ đẹp, cái chiều sâu tâm hồn và trí tuệ của ta. Cho nên chỉ những người nào có một trái tim yêu thương thì mới thấy được cái vẻ đẹp thực sự của cuộc đời này. Các bạn biết là ngày nay thì có rất là nhiều cái thẩm mỹ viện ra đời và có người ta có thể làm đẹp được từ A đến Z, đúng không? Tất cả mọi thứ. Nhưng các bạn có thấy một cái điều mà trong các cuộc thi hoa hậu người ta chọn người gì ạ? Người ta chọn một hoa hậu có cái vẻ đẹp tổng hòa giữa thể hình, giữa tâm hồn và trí tuệ. Nếu mà người ta chọn hoa hậu chỉ là một người đẹp không thôi thì chuyện đó là trên thế giới này có rất nhiều hoa hậu. Các bạn có biết búp bê Barbie không? Nếu như mà chúng ta chỉ có một cái chân dài, một cái thể hình đẹp thì chúng ta mà với một cái trái tim khô kiệt, không có tình thương thì chúng ta là những con búp bê mà thôi. Chúng ta sống mà như đã chết. Vì vậy cái đẹp nhất cuộc đời này là vẻ đẹp gì? Vẻ đẹp tâm hồn. Bạn có tin điều này không? Có tin không ạ? Nếu bạn không tin thì sẽ cho bạn coi một cái đoạn clip sau đây. Một người phụ nữ có bàn tay theo em nè. Phụ nữ thì tay búp sen trắng trẻo. Mịn màng. Thon. I would say soft, slender. Giống như em nè. Vừa trắng trẻo, mịn màng với lại ai nắm trai nào nắm cũng thích hết trơn. They're soft, dainty, petite. Like most Vietnamese women. Những bàn tay chai sần thì có thể là họ vẫn sẽ đẹp ở một góc độ nào đó thôi.
nhưng mà không phải bàn tay. Sẽ thẩm mỹ thì sẽ không đẹp, cái đó là chắc rồi. Em có cảm giác như là cầm vào một cái rễ cây á. Thì em cảm thấy rất là sợ. Không muốn gần hoặc là đụng chạm gì đó. Đó bàn tay quá xấu. Nếu em mà sở hữu bàn tay cơn trai sừng vậy thì thôi chặt con cho rồi đi chứ. Mình là con gái mà biết chăm sóc nên để dưỡng da mình chứ. Bất ngờ một chút. Em không nghĩ bàn tay của mẹ lại là bàn tay mà đó giờ em đã bỏ quên. Cái câu trả lời lúc nãy của em là em thấy nó rất là vô tâm. Chẳng hạn như là đôi tay của bạn gái hay là đôi tay của vợ mình thì vô tình làm cho mình quên đi cái đôi tay nhọc nhằn của mẹ. Và đôi bàn tay của mẹ thì không thể nào là trắng trẻo, không thể nào là không chay được. Yeah, that's true because that's the woman who brought you into the world and raised you, took care of you when you were sick, made you meals every night. So you're right, it's actually it would be your. Ví dụ như là thẻ hết tiền thì mẹ nói là con ơi, để mẹ gửi tiền với con nhé. Nhà tôi nghèo, mẹ tôi bán từng ly cà phê, đập đập từng viên đá. Vì thế mẹ tôi không có một bàn tay đẹp. Yeah, I don't really want to talk about my mother's hands. My mother just passed away 2 months ago. Đẹp nhất mà con từng biết. Em nhớ mẹ em. Thật sự là em rất nhớ mẹ em. Yeah, miss my mom. Bây giờ với em thì bàn tay đẹp nhất là bàn tay của mẹ em. Em cảm thấy là mẹ em là tất cả. Bàn tay của mẹ tôi là bàn tay đẹp nhất. I think my mom has the most beautiful hands. Các bạn có thấy được cái đẹp thực sự chưa? Tất cả chúng ta đều có một bàn tay đẹp, một bàn tay mà cha mẹ của mình đã dành tặng cho mình. Ôi thần tiên, bàn tay mẹ, đôi bàn tay tắm mát tuổi thơ.
tay nâng bầu sữa cho con bú, tay dắt con qua những dải khờ, nhịp vọng đông đưa chiều nóng nực, chăng khuya tay đắp dỗ con thơ, tay ấp ôm con ngày trợ gió, tay ru khẽ quạt dòng ầu ơ, tay mẹ dìu con từng bước một, đôi chân vùng dài thủa ban sơ, tay mẹ nâng con vào tuổi lớn, xa con vài bữa mẹ trông chờ, con ngã bao lần đau tuổi mẹ, tháng ngày khổ nhọc với con thơ, mẹ chỉ đôi tay nhưng tất cả niềm yêu trải rộng đến vô bờ. Mẹ ơi, dưới bóng đôi tay mẹ, cuộc sống con là những giấc mơ. Hạnh phúc trong cuộc sống là những điều rất là bình dị, những cái đẹp rất là đơn sơ, mà chỉ cần tất cả chúng ta chịu khó quan sát một xíu, mở rộng tấm lòng mình ra một xíu, thì chúng ta sẽ thấy được cái vẻ đẹp chân thật. Và như vậy chúng ta sẽ lột bỏ đi những cái mặt nạ của mình đang đeo. Khi chúng ta đến đây, đến với trái đất này, đó là chúng ta đến với tình thương yêu của cha của mẹ. Và chúng ta chính là tạo vật của cha mẹ, tình yêu thương của cha mẹ. Vậy thì chúng ta phải nỗ lực làm sao để mà sống với một cái tình thương, và mang cái tình thương đó đến cho tất cả mọi người. Dám sống cuộc đời mình, dám lèo lái con thuyền của mình theo một con đường hạnh phúc, thì đó là những người đang sống thật trong cuộc đời này. Chúng ta đừng có để thời đại công nghệ, đừng có để cơ khí sinh cơ tâm, đừng có làm nô lệ của công nghệ. Chúng ta hãy bước đi một cách thảnh thơi, một cách chánh niệm, sống có niềm tin, có lý tưởng, và chúng ta sẽ hạnh phúc khi chúng ta biết rằng chúng ta đi thì chúng ta sẽ tới. Và nếu như chúng ta mở lòng ra thì đất trời sẽ mênh mông. Và đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Thank you.